Ok, lên em. Hôm nay chúng ta lại thủ một game mới. Game này có tên là Gatekeeper, người giữ cổng. Chúng ta lướt qua cái trang template còn sau đó. Đây. Game này nó thể loại là Bullet Hell kết hợp với yếu tố Roguelike. Giữa cái làng mưa đạn thì anh em vây vùng trong đó, cố gắng nâng cấp cho bản thân lên một cái sức mạnh mới đi vượt qua mấy cái chướng ngại vật như thế này. Nói về cái dòng Roguelike thì cái yếu tố nâng cấp nó rất là quan trọng á. Tôi không biết mà có cái con này nó có tính năng đó nó như thế nào, có chất lượng hay không. Như hồi nãy có thông báo là 100 cái khả năng nâng cấp luôn. Màn chơi thì thiết kế cũng khá nhiều chủ đề ha, từ cái bối cảnh như là máy móc không gian ngoài hành tinh cho tới sa mạc luôn. Game này tôi thấy một vài cái lời review ngắn gọn thì nó có cơ chế giống giống với Gears of Rage. Gears of Rage thì có rất là nổi tiếng rồi, chắc anh em nào cũng biết. Game này nè, Gears of Rage đây nè, nó ra bản 2 rồi, có thêm một bản gần đây nữa là cái bản Return. Thì cái dòng dòng Roguelike thì nói về cái việc nâng cấp nó gần như là cái thứ thiết yếu trong trò chơi luôn. Cái đó là phải làm hay á, thì chất lượng con game nó mới lên được. Game này cơ bản thì nãy giờ là thấy nó cũng chỉ có một vài màn chơi thôi, thì có đa dạng chủ đề đó, nhưng mà thấy hơi giản lược tí. Nhân vật của chúng ta thì thiết kế cũng khá là kỳ lạ nữa. Cái đầu có ánh sáng gì nè, giống như đeo một cái mũ bảo hiểm gì đó. Game này sẽ ra mắt vào khoảng là 11 tháng 5, thì vẫn 3-4 ngày nữa là tầm tầm là cuối tuần á. Bữa sau game lại ra mắt được vào thứ bảy thôi. Thường á trên Steam mình không ra mắt được game vào thứ bảy và chủ nhật đâu, có thể do cái múi giờ của game này chẳng hạn, tôi cũng không biết sao nữa, nên có thể vẫn là thứ sáu hoặc thứ bảy. Để ra năm S thì cũng đang rất hóng game này nè, game vẫn ra mắt cái phiên bản Early Access nha, chưa có đầy đủ đâu. Họ lên roadmap thẳng luôn là tới quý 3, quý 4 năm 2024, rồi lên thẳng qua tới 2025 luôn là sẽ cập nhật những gì trong trò chơi này. Nên tôi nghĩ cái thời điểm mà con game ra mắt review cái phiên bản chính thức á, nó nằm trong cái khoảng thời gian này nè, 1 năm đến 1,5 năm nữa. Đây, dev họ cũng có ghi khá rõ, nên ít nhất là cũng phải 1 năm, thì 1,5 năm nữa thì game mới ra mắt phiên bản đầy đủ. Hiện tại thì game chỉ có bao nhiêu tính năng đây thôi, nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng khá là đủ để anh em có thể trải nghiệm rồi. Nếu như anh em thấy cái phiên bản này mà chơi được á, thì có thể mua luôn ủng hộ cái phiên bản Elite Update cũng được. Tại vì khi ra mắt bản hoàn chỉnh thì giá nó sẽ tăng thêm một chút. Rồi. Game này đang nằm trong cái sự kiện mà Hypergen nè, của nhà phát hành phải không? Đây. Chúng ta lướt lướt thử luôn không? Cái này là sự kiện riêng của nhà phát hành nên con game đang rất là đáng chú ý, sắp ra mắt nó sẽ nằm trên cùng nè. Cho đến Cummins Zone, Cummins Zone, Novaland này thì tôi lúc trước thì cũng có thử qua rồi, có thời gian thì tôi sẽ chơi cho anh em xem. Maximus này cũng có luôn này, nhưng mà chưa có chơi nhiều thì phải. Vân này thì tôi chưa có bản trên Steam này, nó chỉ có bản trên Elvictor, hồi đó cũng mua dẫn. Game này thì vẫn Early Access nha, chưa có ra phiên bản đầy đủ đâu. Nó cũng dạng Open World, Survivor, anh em có thể mà lướt lướt trên con thuyền, trên cái đường ray, bơi ngoài vũ trụ như thế này nè. Rồi quăng một số cái móc câu, kéo đồ lại, nó giống giống với cái kiểu con giáp. Tôn sáp này thì tôi cũng để ý nhưng mà chưa có thời gian chơi, cũng không biết nó làm sao nữa. Cái này thì không biết. Lightbook này thì một con game mà tên bay đánh nhau sử dụng cái quyển sách, cái cốt truyện nó cũng khá là ma mị á, cái bối cảnh đồ họa nó cũng gì luôn, nên nó có thể hơi cán người chơi với anh em. Game này thì tôi không chơi cũng chả rõ. Tinh chi này lúc trước từng miễn phí một vài lần nếu như tôi nhớ không nhầm. Denolai thì nó nằm trong mấy gói mà DLC Bundle gần đây á, một con game 2D góc nhìn trên xuống thuộc chủ đề pixel mà hành động rất là đáng chú ý nha. Anh em là đam mê mấy cái thể loại đó mà top down pixel như thế này là chặt chém đã lướt, giống giống còn 2D mới ra thì có thể thử qua. Những game này là thể loại bắn súng FPS sắp ra mắt nữa. Vivaland game này thì tôi đã thử vào cái bản demo rồi, tôi không nhớ có đăng lên video cho anh em xem không. Nó cũng là một cái Google Live là demo về cái viên chí ngầu khá là tốt á. Tôi mới đánh qua 2 bằng 2 bằng 3 gì thôi. Ví dụ như cái cảnh này là anh em mới lắp cái chí ngầu vô, anh em gon ở đây mình lắp viên xí ngầu vô, mỗi cái màu xí ngầu thì nó cho mình một cái kỹ năng rồi đó. Ngoài ra muốn còn là một số cái ô bút với nhau nữa, nên tính toán cũng hơi bị mệt đó nha.
đó, như anh em lắp cái cục màu giữa vô nó sẽ mút bốn bên nè, là những cái ô đúc vô này nó sẽ tăng lên bốn giá trị, như cái màu đỏ này là công thì đúc vô nó sẽ thành 6 công, nên cái yếu tố mà may rủi nó là một phần, mình phải tính toán thêm một phần nữa, rất là đau đầu luôn. Con này thì tôi cũng đã chơi, từng chơi mà cái bản demo trên kênh rồi, anh em là có thể mà muốn thử á, thì có thể lục lại cái video cũ. Game này thì tôi chưa thử, mấy game này thì toàn là sắp ra mắt thôi nhưng vẫn chưa rõ thời gian là khi nào. Hai game này thì tôi đã thử qua rồi cũng rất là đáng chú ý à. Rồi bây giờ chúng ta vô game đó, đây cũng là lần đầu tiên tôi chơi game này thôi, mặc dù đã nhận được khá lâu và khá nhiều lần rồi, nhưng lần này sắp ra phiên bản chính thức trên Steam á nên tôi mới thử. Hy vọng là chúng ta có một con game mà chất lượng tốt. Hai bờ trên Mách bay Unity F-Mod. Ồ, có đoạn cinematic đồ game luôn nè. Thế giới này được chia thành 3 trái tim để cân bằng vũ trụ. Mình là cái người giữ cửa này. Nhiệm vụ của mình là bảo vệ là cái trái tim của thời gian. Rồi là bảo vệ người giữ cửa hay là người gác cổng? Thấy là người giữ cửa thì nghe nó mang tính ảo ma hơn tí. Ở đây thì phần setting này camera lắc thì không cần đâu. Camera offset là sao ta, là nó giữ khoảng cách với mình đúng không? Video này thì chắc là giảm này xuống một tí, chuột hơi bị double click nữa rồi. Nhạc như thế này chắc tầm ổn rồi. Phím chuột thì tôi có đổi là một số cái phím cho nó quen tai. Ngôn ngữ có khá nhiều ngôn ngữ luôn, nhưng mà đáng tiếc không có tiếng Việt của chúng ta. Cái này thì những cái bộ mở ra nè, hồi nãy tôi có chơi chút xíu thử rồi. Tôi không biết mở cái này ra thì nó nằm ở đâu, cũng chưa, cái này là cái đầu tiên tôi mở luôn đó. Nãy giờ tôi chơi thì mấy cái này nó tự động mở sẵn hết, nên cái này là cái đầu tiên tôi cũng chưa biết nó xong nữa. Rồi chúng ta có là cái tao danh nè, ở đây thì có hai chế độ, ở đây là có thêm cái chế độ doanh đó, tức là anh em có thể chơi với bạn bè người khác đó, nhưng mà con game này nó chưa có ra mắt nên tôi vô đây thì tất nhiên là không có ai rồi, có mình tôi chơi à, nên anh em là có bạn bè thì chắc có thể co-op được với cái game này đó. Lúc anh em tạo ra thì nó có hai loại luôn, một loại là riêng tư với một loại là công khai. Đây công khai nè, còn này riêng tư nè, tôi chơi mình nên chắc để riêng tư thôi. Nhân vật thì chúng ta đầu game có hai nhân vật, một nhân vật cận chiến và một nhân vật cầm súng tay dài. Thì tôi có chơi thử nhân vật cận chiến này rồi, nó đánh cũng khá là chậm tù tù sao á, nên cũng không thích lắm, nên quyết định là tôi chơi nhân vật này làm sao này, nên chơi thử coi nó làm sao. Anh em có thể mời bạn bè vô nè, cái này chắc là cái mã phòng của anh em á, tôi không biết nhưng mà chắc vậy đó. Rồi ra vô game. Con này di chuyển cũng khá là mượt mà đó nha. Có cái cỏ trong game này á, thì nó làm hơi yếu yếu không sao á. Anh em nhìn cái mặt cỏ nè, nó không ổn định lắm. Cảm giác bắn rất là đã tay nha. Nhân vật của chúng ta thì có bốn chiêu thức như này nè. Cái chiêu bắn thường đầu tiên á là cái chiêu này. Đây là cái chiêu thứ tư của tôi, nó sẽ thả ra một cái đĩa cầu, nó bay qua bay lại vô dội dội. Cái chữ thứ ba là cái chữ nước, nước là cái gì nè đó. Còn đây là cái chữ thứ hai, nó sẽ bắn ra như một cái tên lửa đạn đạo vậy đó. Bắn ra cái đĩa dội dội, cái này tác dụng khi dùng số đông nó ngon hơn. Bắn lan á thì khi quái nó gom cục lại lên cấp thì mình có thể nâng tốc độ đánh lên. Có cái bàn tay trên bản đồ thì nó sẽ cho mình một số cái nâng cấp nhỏ nhỏ đó. Khi mình bắn á, là nó có 20 mấy% nó cắt ra cái giá, nó cắt ra một cái tia lửa điện dội qua dội lại mấy con quái đó, nên mình đánh càng nhanh đó, thì cái đó nó sẽ tắt càng nhiều, rất là ngon luôn. Mình còn hai con quái nữa là xong. Đây
đây mình đi xuống cái cổng này rồi coi như qua màn. Tôi mới được cái thành tựu là vượt qua cái màn chơi trong vòng 100 giây á, nó khá nhanh luôn. Con game này nó giống Gate of Gai ở một cái chỗ Gate of Gai đó. Mình chơi càng lâu á thì cái quái nó sẽ càng mạnh lên, mình đi càng nhanh thì nó sẽ vượt qua càng sớm hơn. Nhưng mà đi nhanh quá thì mình sẽ bị out level, như tôi có level 1 à. Out level là mình chậm hơn tụi nó, là một hồi đánh rất là khó khăn luôn. Bây giờ mấy quái được level 2 nè, mình mới có level 1. Mình sẽ đi kích hoạt ba cái trụ trên bản đồ, càng nhanh càng tốt. Rồi, hai trụ, mình sẽ xuống đây kích luôn cái trụ thứ ba, lên cấp, chắc là lấy tốc độ tấn công đó đi. Để đây vậy. Ủa? Đường trên mới đi được. Nhanh 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 nhanh, càng nhanh càng tốt. Game này là chủ yếu là cái tiến độ thời gian đó. 3 phút nè. Cái bàn tay ở dưới đưa lên đảo nè. Đây cổng đây, bye bye. Bây giờ mình level 2 mà đi tới ải 3 rồi. Nên mình bạn là quái mình bắn không thấm mấy quái này cũng là một vấn đề lớn lắm. Mình sẽ đi gõ gõ khắp cái map nè, coi nó có cho mình cái bàn tay hay là cái gì không. Cái bàn tay để nâng cấp khá là ngon. Đây cái bàn tay này, bàn tay này 5% cơ hội bắn 5 cái đạn đạo nữa, tức là mình đánh càng nhanh đó thì cái này nó càng có lợi. Cái này nó cho mình hai lựa chọn, gớt ra cái này hoặc là 5% gây ra cái sóng 250% đâu. Trên này có cái bàn tay nè, cố gắng chạy bên nhặt đó, mình mới giết 50 quái nữa lần, 5% cơ hội chí mạng cũng ngon lắm. Tốc độ tấn công luôn, càng nhanh càng tốt. Tốc độ tấn công nhanh đó thì mình dễ kích qua ba cái đuổi này hơn nè. Hết rồi, chỉ có hai cái bàn tay ở map này hết vậy. Tôi đi đúng một vòng rồi. Giờ mình giết 30 quái nữa. Khi mà mình đủ cấp 5 á, cấp 5 với cấp 10 mỗi 5 cấp á, mình sẽ được nhân cái bộ kiều lên. Rồi chắc lấy cái kiều bắn tay này thôi, là cái kiều 1 đầu tiên của mình đó. Tầm 4 ngày đó là mình hết rồi. Bót 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 bót. Thì nó chơi mưa tên lửa luôn rồi. Ây da, dữ 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 dữ
Quá đơn giản luôn. Cái này là do tôi gồ á. Cái game này nó khó lắm. Nãy giờ tôi cứ chọn nâng cấp vào cái tốc độ tấn công không à. Gần như là vui cái tốc độ tấn công đó. CD Gium à. Cái map này map mới nè, tôi chưa có chơi lần nào. Bây giờ mình đến cái kia đi mà kích lên cái điện thoại cổ đại đó. Xong rồi đi mở ba trụ nè. Đó anh em thấy tôi bắn một vái hết tấm này nè. Máu đâm cơ bản rồi, tăng tí đâm lên. Rồi một trụ có cái bàn tay ở dưới kìa, tôi bị sót cái bàn tay quay lại lấy nó được. Cái bàn tay nó quan trọng. Mất máu thì không sao đâu, tí nữa mình có hồi máu. Hồi 4 máu mỗi giây nè. Thôi, lấy đam đi, lấy đam để tắt mỗi lần kêu. Trời bắn gì mà nó cọc keo rồi. Rồi qua màn. Đi nhanh. Méo hay tình cái phà đó bắn cái tên nữa đạn đạo mà nó xuyên qua chọc keo qua được sáu quá. Hãy nằm đằng tắm chút mà. Máu tối đa của mình lên được 150 rồi. Hồi 2 máu mỗi giây. Máu mình lên 35% nè. Không còn đồ nữa ba. Thấy cái bàn tay hay là cái gì để mình nhặt luôn á. Từ quái đâu hết rồi. Đây đây đây. Hết rồi. Hết đồ luôn. Tốc độ di chuyển 10% mà đâm đi. Bây giờ mình thiếu đâm á. Map này map mới với tôi luôn, tôi chưa chơi map này lần nào.
đi đâm đi. Trăm tốc độ di chuyển ngon đó, chỉ là không cần lấy tốc độ di chuyển đâu. Cái này là cái lò rèn, mình có thể hy sinh một món. Thôi. Đánh rất là nhanh luôn, nên lấy cái tốc độ đánh nên bui kèm với hiệu ứng đó. Ủa cái câu tầm ở đâu? Ở dưới này nữa. Màu vàng là gì ta? À khi một quân địch thì có khả năng triệu hồi ra một cái con bơm gì đó. Bây giờ cái chiêu chuột phải của tôi nó yếu rồi, nên chắc tôi không xài nữa đâu. Có xài mà tôi chỉ xài cái chiêu quy, cái chiêu bắn mà dội qua dội lại. Lấy hồi 2 máu mỗi giây đi, mình cầm tí hồi máu. Mà mình có mấy cái chiêu đánh lan đó, nên mình không có gắn đâu. Đặc điểm cái điểm yếu của con này đó là cái chiêu của nó là chỉ có đồ mục tiêu thôi. Máu 20 máu, 10 tốc độ di chuyển. Bót ra, bót ra. Mất máu nhiều quá, tôi phải chạy đi tí rồi. Đi. Đi ra. Đi ra. Có 30 máu à. Cái chiều nó bắn ra cái đó khó né dữ thiệt á. Chỗ này hẹp quá không được. Đi ra, đi ra, né được, né được. Nãy giờ mình đánh được 2 con boss rồi phải không ta?
Lần đầu tiên tôi đến đây nè. Đó giờ chưa bao giờ tôi qua được cái boss đầu đó chứ. Cho tự nhiên nó cho mình đồ nhiều thế này. Đó, tự nhiên nó cho mình 3-4 món đồ là tôi thấy nghi lắm rồi đó nha. Máu mình mất càng nhiều thì đam mình càng mạnh. Nhưng mà gộp như tôi thì sao mất máu được mà cho ba cái đó không biết nữa. Bắn hết tấm mình quá nè. Tôi không tích được cái chủ nên đó. Bắn mang quái hết thấm rồi, nó đau quá rồi. Game này có một cái lỗi camera là khi mấy con quái nó bị hút bởi công trường là chúng ta không thể nhìn xuyên qua được. Phải gớt cái cuốn sách đó, mình cuốn sách đó thì mới tính được cái vụ này. Giờ đâu mới biết cái vụ luôn. Đây, tiếp tục ra chỗ. Cái bàn ghi âm gì đó ở đâu ta? À đây nè, đây nè, con trái dưới nè. Máu nhiều quá. Rồi qua mạng 18 phút, 27. Bây giờ cái gì nữa đây? Là border, à, tàn cho hả? Qua ải là mình đầy máu thì cũng đỡ. Lại cho mình một đống đồ ngay khúc đầu chiến mạng, lấy cái đam nguyên tố. Rồi không cần chiến mạng đâu, cái này nó gàng, nó gàng cho mình tục hồi máu không ngon. Máu bị mất hả? 35% tạo cái gì đó. Không bị tạo đâu. Rồi, lại múa trụ tiếp. Né mấy cái vật phòng nữa nè. Khó nè. Mấy cái cục xanh xanh bay 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 rớt xuống đó là đạn của cái trụ á, mình phải né luôn.
với 70%. Rồi, nó bắn nổ. Mình còn cơ hội hồi sinh nữa. Méo đỡ được. Cái con cầm chuẩn nó bắn kinh quá. Chết trong 2 giây mà khi đầy máu. Được cái hành động ác độc á. Tôi vẫn không biết là mình nâng cái chiêu đầu tiên này đúng đắn quá hay không. Bây giờ chúng ta thử sang nhân vật số 2 đi. Tôi không biết nhân vật 2, 1, 2 của mình database là những cái gì mình thu nhập được đó, nó sẽ hiện vô trong này. Mới có 19% thôi. Tôi chơi thì cũng mới có 1 tiếng mấy à. Bây giờ mình mở được cái gì mới nè. 6 hộp mới mở được. Mấy cái này cũng vậy luôn. Tôi vẫn không biết là cái gì. Mấy cái này mình mở ra để trong game mình chơi mình nhặt được hay gì á. Trời ơi nó dữ. Ôi vãi. Bao nhiêu điểm này biết nào mới đủ. Chơi lộn mắt luôn. Thì chúng ta qua nhân vật cận chiến này nữa ha. Tôi cũng chưa có chơi. Nhân vật cận chiến này thì tôi cũng chưa có chơi lần nào nhiều. Mới vô có khoảng 1-2 phút rồi thấy không thích thì ra rồi. Đây cũng coi như là lần đầu tiên chúng ta chơi đây. À, nó đánh này khá là tù tù nên không thích cho lắm. Đây là cái chiêu quy của nó nè, đó bắn ra cái như boomerang nó quay tới quay luôn. Còn cái chiêu này nổ đạn đạo ra nó tự nhiên là tìm mục tiêu khá là mạnh. Còn cái chiêu đánh thường với nó thì khá là phế luôn. Con này tôi nghĩ nên bui cái đường tiêu ngon hơn ở đường đánh tay á. Cái đánh tay chỗ này nó phế lội. Chiều nó cũng hay là hồi cũng nhanh. Cái giá tôi nghĩ lấy hồi máu hoặc là tốc độ di chuyển thì 20% máu cũng được. Lấy máu vẫn khá là ngon. Chỉ là nó đánh chậm quá. Cái này là gì? Không biết. Mình phải giết mừng quá nha. Ủa còn con hả? Thì chạy đâu? Cổng ở đây. Tôi nghĩ là con này mình nên bui theo cái kiểu kill đi. Chứ đánh tay mặc định cơ bản nó yếu à. Gần như đúng phế luôn á. Map này cũng khá là mới. Đánh tay nó như thế này, chí mạng nó thì tôi không biết có thêm đường kill không. Nếu chí mạng còn hơn. Chí mạng để cái kill mình có chí mạng được thì tốt. Chứ đánh tay thì thôi, dẹp đi. Cái đánh tay mà ra cái đạn đạo cho con súng nó mới hợp. Rồi cái sale đó đâu đi kích hoạt trời. Trên này quá không. Bên này có cái lò rèn đó. Cái lò rèn này tạo ra một cái phạm vi trong đó thì quân địch nó giảm xuống. Mình phải nung 3 món nha. Nung 3 món nha thì mới lấy được cái món này. Nên hy sinh luôn. Đó.
có quái nào trên trời. Đây. Tạo cái gì đó máu mình không có mất nhiều. Đây có một quyển sách để kích cái chủ. Chuyển con này cần tốc độ di chuyển với mà hồi chiêu lắm, tí nữa thì tôi sẽ ưu tiên lấy vô trừ 5% hồi chiêu. Đánh con tay ngắn này nó không có cảm giác mà bắn đạn nó phê phê như cái con tay dài nữa, tôi thích con cầm súng kia hơn. Con cầm súng nãy tôi bui là tham đam quá nó mới thọt á. Thôi cái đòn đánh này nó tạo ra cái cơn sóng là ngon. Đâu trời, rồi đây chúng ta lại tiếp tục múa trụ đây. Hồi nãy tôi thua là thua cái chải này với quay kia. Cái đòn đánh tay này gần như vô nghĩa luôn á. Con này thì mình không sợ mất máu,
Tôi vui cái điểm hồi máu cũng khá là ngon rồi. Đèn boss à? Tôi đứng im ra vậy. Boss đâu vậy? Trời ông kia ông đâu? Ông kia ông phạm là chết mạnh lắm gì đấy. Đủ đáng. Anh em đợi tới. Đúng cái lúc quan trọng này thì ổng đi mà pha màn chích mình, trời ơi hôm nay. Thôi tôi không chơi nhân vật cận chiến rồi đó đâu, tôi phái nhân vật đánh tay đồng sao. Thử lại con súng lần nữa đi. Có 4 hộp à, mình có nâng được cái gì nữa không? Cái này 6 hộp. Kill thứ ba của mình có thêm phần trăm, có thêm mà một lần nữa xài, tức là cái kill quăng cái đĩa dội qua dội lại của tôi á. Nãy giờ chơi mức dễ mà chơi thua hoài à, đúng là già cả thì nó kém. Lần này thì phải bui một tí phòng thủ nữa mới được. Nào không có đồ gì để nhặt không ta, không có bàn tay nào luôn, không có quái luôn. Báo lên 150. Không mấy quán rồi luôn xong đánh. Đây. Come on baby. Move, 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 move. Hai máu. Tốc độ di chuyển chưa được. Tốc độ di chuyển con này tôi nghĩ 30% là vừa, không cần nhiều quá. Con cuối cùng nó nằm đâu? Rồi cái cổng nằm trong này gần 3 phút ngồi rồi. Thiết kế cái map với mà quái nó ghép bao nó không có đồng đều với nhau. Lại là đi kích ba trụ
cái chỗ này nó bị nứt rồi nè, bàn tay rồi. Tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công với đam, tốc độ tấn công. Gàng thôi, gàng này không ngon, lấy còn một chủ nữa đâu ta, ở dưới này hình như là tôi có quyển sách luôn rồi chưa, đồ có rồi, gọi đi thôi. Xa dữ vậy ta, thiết kế kiểu này nó random ngẫu nhiên thì tốt đó, nhưng mà nó bất công quá. Tính ra là cái kỹ năng anh em cao cỡ nào đó, thì như thế này nó cũng khá là lỗ. Con nhân vật mình yếu quá. Thiết chết luôn. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Đợt này nâng cấp đen quá. Không có gì ngon cả. Có cái này cá à, cái này cá ngon. Phải lấy cái điểm hồi máu mới được, không có hồi máu bây giờ nó yếu quá.
Rồi sao đứng đây mà vậy? Trời ơi, trời ơi, ông cọc Unity ơi, là ông Unity, Unity ơi, là Unity giờ này đi báo lỗi gánh này đúng luôn boss này chứ. Mà thực ra cái đợt gần đó thì mình nâng cấp cũng hơi phế một tí. Chúng ta làm lại lần nữa ha. Còn thì chết. Thôi không cần đâu. Làm cho. Sao vậy? Bấm vô mà nó cũng delay nữa. Chơi bước dễ mà chơi hoài không ra là sao? Cái phạm vi này á thì mình đánh đau hơn. Còn chín quái đâu cho lại. Còn hai con nữa. Ủa? Trời ơi, con trên con dưới thiết kế cái kiểu gì vậy? Quái nó cứ phao ngẫu nhiên như thế này mệt thiệt. Tốn 2 phút đồng hồ quan ức quan mạng. Con cận chiến nó đánh chậm quá, đánh gì cũng được nhưng mà nó đánh chậm quá. Con bắn xa tay dài này vẫn ngon hơn. Có đống đồ luôn kìa. Trời bắn gì không? Trời
đâm 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 đâm. Đâu, lên đường 150 cũng đỡ. Cái Aqua ghi âm à, nó nằm mút dưới kia. Đi 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 đi, nè nè nè. Quay sau này có boss này, nhưng mà mình yếu xìu à. Nãy nhân vật của mình là tốc độ tấn công có 8% thôi, cũng đổn. Này thấy ghê ghê vậy, máu lên 108 luôn rồi. Chi mạng bánh xe là cái gì đó. Chủ nó nằm đâu trời. Hả? Nó không để trên bản đồ sao không biết được. Vẫn còn chủ nữa đâu. À bên này nè. Bây giờ thì sẽ thêm cái hiệu ứng là thiêu đốt khi mình tấn công bằng chuột phải. Đơn giản, quá đơn giản luôn. Bay đam, tốc độ tấn công, đam đi. Bây giờ tôi thử bôi cái chiêu thứ hai, cái chiêu bắn mà tên lửa đạn đạo của mình đó. Khi mà bây giờ bắn trúng mục tiêu thì nó thiêu đốt cũng khá là ổn, nhưng mà bù lại mình bắn tay nó yếu nha. Hai hồi máu, hồi máu đi. Tốc độ di chuyển cũng ngon, 15% rất là ngon. Nguyên tố
cuối cùng. Gì đúng, qua màn. Khá là đơn giản. Tôi vẫn muốn bui cái trò mà đánh tay của mình thôi. Hồi 4 máu, chí mạng, 4 máu thì nó ngon hơn là chí mạng á. Cái map này đi đặng quản là tới đó vực đó nha. Tay của mình bây giờ nó yếu rồi. Chưa mất máu nha. Đi luôn. Nguyên cái map đó thì không có lụm được cái gì nhiều. Cái màu cam này có vẻ khá là ngon nhất rồi. Nhưng mà khoan, nó bật cái đó lên. Máu được 200 rồi. Quái nữa hết trời. Không có quái sao mà mở chủ được. Rút quyển sách ra đi. Đây một quyển. Thôi lấy đánh tay yếu quá rồi. Gạch game nha.
da mất máu dữ vậy ta. Thua ở con boss sau con cái màn sau con boss này. Giờ thì không có chuyện đó đâu. Map mới nè phải không? Map mới luôn. Tôi chưa có đi cái map này bao giờ hết. Không có cái bàn tay nữa trời. Con gái nè. Cái một à, nguyên bản đồ với nó một cái một để mình nâng. Hộp nè. Map này cũng mới luôn. À, cái map này là bon là set mà nãy thua ở đây cái gì nè. Có được lựa chọn hay cái gì không ta? Không có bàn tay nào luôn à? Map này có vẻ đơn giản quá. À đúng rồi, nãy mình chết ở đây nè. Thua ở đây nè. Quyển quá trời quá cái trâu rồi. Bắn không thấm luôn rồi anh em ơi. Nó không có quyển sách nào luôn. Kìa, 3 quyển rồi. Đó.
cái con mà nổ với mà cái con độc á, mình dính vô cái thủ trụ á là chết liền luôn, không có đường nào đỡ được hết. Cái này cũng được nhưng mà mình nên thí cái nào bây giờ? Cái này tốc độ di chuyển với máu, cái này nổ đam bán kính 8 ô 50%, cái này khá là cùi nè. Xin cái này coi. Cái gì bị kẹt, trời ơi. Là mình đang được cái chiêu bắn tay rồi. Còn bớt, còn vái cuối cùng. Rồi, ok. Bớt nữa à? Mình bán được mấy cái hộp đó lên cấp 15 lẻ rồi, dữ quá rồi đấy. Ra nhiều lúc nó có chịu thiệt đó. Giọt máu mình hồi bây giờ cũng khá là nhanh. Lần đầu tiên qua được con boss này rất là cố gắng luôn, đừng có gắt game nha. Normal boss đó, lần đầu tiên đến được cái map sa mạc nè, được cái hình thù gì đó luôn. Cái gì đây, lấy hồi máu. Thôi bây giờ là yếu bóng vía lắm, cái lò gàng này không mê.
Ý con gì? Ủa anh gì nãy mình gần cái chủ lắm mà đi đúng một vòng vậy? Bây giờ cái cổng ra nó là nó muốn bắt cái chẳng. Quá trời mình yếu rồi, đánh hết nổi rồi. Bùi thủ nhiều quá thì nó lại thiếu đam. Bắt mới nè, thang máy nè. Chết rồi, đi cất cái trụ. Tôi sắp chết rồi, hồi máu lẻ đi. Mấy con quái này nó cận chiến không à, nên có hai ba cái cột trụ ở đây đó, là nó cản đường đạn của mình, nó không có lấy cái tác dụng gì luôn. Đi được. Đống đồ luôn nãy không lụm. Game này nhiều màn nữa trời. Bây giờ về lấy sa mạc hết. Mình bắn hết tấm này quá rồi.
cỏ. Đi ra, đuổi xong rồi nè. Trời ơi, còn chơi cái chiêu đó nữa. Con ninja nó chặt một cái rất là đau, nên thấy nó tàn hình cái nào mình phải rút đi được. Nó giống như ca dít mà con lợn lợn á. Nãy boss nó không giết được tôi mà mấy con đó nó giết đánh quá đau. Boss chết rồi. Nó kêu mình lại kêu củ xanh hoặc là củ đỏ. Mình đã mở phá được là cái nhân vật mới là Aku Thesis. Của chủ đỏ là xong luôn đó. Đó anh em thấy chưa, trình độ với kỹ năng đó. Thực ra tôi nghĩ là về cái hải cuối á, mình ăn cái kiêu này nó rất mạnh luôn. Tại vì quái nó rất là trâu. Cái độ mà cái đĩa nảy của mình nó nảy qua nảy lại rất nhiều lần. Thì mình bôi cái kiêu thứ ba này, thứ tư này nó rất là ngon. Còn nếu như mà anh em thích cái bắn tay hoặc là bôi cái tốc độ hiệu ứng, tốc độ tấn công thì bôi vô kiêu 1. Còn kêu 2 thì lấy 1 điểm là vừa. 2 điểm ngoài sau nữa nó không ngon. Rồi, game này hôm nay chơi đến đây được rồi. Ngoại trừ một lần gách game không đáng có ra thì còn lại cũng khá ok đó. Tôi đã mở khóa được nhân vật thứ 3. Vô làm thử nháy không? Thử nháy đi nghỉ. Chơi cho biết nha. Cái chiêu quy của nó bắn ra cái đạn đạo bằng tia sáng chiếu ra là gì à? Đất này sẽ tạo ra một cái vùng gì đó hồi phục cho mình 8% máu kéo dài 5 giây. Bắn rất là chậm nhờ yếu nha. Được cái chiêu quy này á, trong cái thủ chủ thì nó ngon. Ủa có một cái bàn tay một gì đó hả? Game có lỗi nữa không? Nhưng cái map mà lớn này không có đồ đúng không? Thôi rồi.
chậm quá. Nhưng mà cái kill nó thì nó mang tính nào nghe nhiều hơn. Thật ra nếu như so sánh trực quan á thì tôi vẫn thích cái con đầu tiên hơn. Cái con này cầm hai cái đèn pin đi đi thì thấy cũng phế, không ngon cho mấy. Con này mình không cần đánh. Mấy con này không cần đánh. Đấy, đấy. Lâu lâu bị kẹt tường khó chịu nè. Đi đúng một vòng à, nó đây, trời ơi. Mình có là 25% bắn giỏi vào một viên đạn trúng vô cái đội khác. Chơi co-op thì có vẻ ngon á, nó có cái chiều hồi máu rất bá đạo luôn, nhưng mà chơi một mình thì cũng có vẻ khá là phết. Cái gì mà còn 29 máu nè, như vậy kìa. Nhớ cái cục này mút ở trên. Con này tôi nghĩ vẫn là vui tốc đánh với hồi chiêu thôi. Cái bộ chiêu nó thì cũng không quá ngon cho mấy. Tầm nó ngắn lắm. Cái chiêu chuột phải nó là cực ngắn luôn á. Mỗi cái chiêu vui gì thì ao nha. Quá yếu luôn. Lựu đạn nó đang đi gặp cục đá. Bàn tay nãy nằm đâu dưới vậy? Mày quái đâu hết mà 54 con.
đánh chậm quá. Bắn quá chậm luôn. Không phê. Không phê bằng cái con bắn súng đầu tiên. Nhìn nó bắn từ tốn quá. Cái chiêu bây giờ chiêu quy quá dạ, rộng hơn 30%. Bắn kiểu này thì không bắn mà chiêu quy nó hồi đau quá. Chú sự gì sao đánh boss vậy? Nó nhìn gãy ngứa boss đi. Ây da, trời muốn chết luôn. Cái chiêu mà quy cũng hơi sai. Ghé thăm cái hành tinh Auroga nó 2 lần trong một cái trận game, tổng cộng đi qua 60 địa điểm. Mục tiêu cái cặp cái capsule này quyết nghe mà tiếng vang là sao. Mình có 16 điểm nè, mình không biết nên vui được cái gì không. Cái 3 chiếc set này tôi không biết chọn được không. Chí mạng sẽ hồi cho mình 2% máu, nhưng mà tốc độ tấn công này trừ đi 30%. Cái này đồ bôi kiểu hút máu này, không ngon. Mày có 3 điểm lấy đây. Rồi thôi, game này chơi đến đây được rồi. Ok, bye bye anh em, có thời gian chơi tiếp. Game này là cũng khá nhiều người làm. Tên này chắc tinh ngao quá. Ồ, có tên tôi trong đây không? Cái đợt lay test thì tôi không có chơi. Rồi, ok, bye bye anh em. Có thời gian tôi sẽ tiếp tục game này. Nhất là khi nó ra mắt phiên bản đầy đủ thì chắc chắn tôi sẽ chơi tiếp. Ok, bye anh em.